Làm cái nha. Ok, làm cái đi. Thôi. 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. Rồi nốt game luôn đi. Ghiền rồi. Con cho Suri đi ngủ. Phải tư duy chiến thuật ra. Lấy game này nè. Có khi đây là phản nhanh nhất lịch sử nhỉ. Rồi Suri có muốn màu xanh lá kìa. Suri muốn màu xanh lá kìa. Đây chắc là phản nhanh nhất lịch sử rồi. Chuyển vào màu đỏ rồi. Đổi chiều rồi. Ra đánh tiếp màu đỏ nha. Nghe Suri im chắc có màu lá màu đỏ rồi. Một xanh lá một đỏ. Gì vậy? Một xanh lá một đỏ rồi. Lá gì đỏ gì không biết. Ok. Không ai okay. Nói gì mà anh đang không có. Em ơi. Gì đó nhớ bài nhớ bà Suri ơi. Màu gì Suri? Em có một lá. Màu gì được rồi. Úm ba la không nhớ cái gì. Úm ba la. Nhớ là xanh lá cây với vàng. Xanh lá cây vàng. Mày. Ê, Brim nó cũng còn hai lá kìa. Xanh lá cây với Brim. Tôi chưa có lỗi cây nào. Úi đồ. Ấy mẹ ơi là nó có. À vàng cuối hả? Cuối là vàng, lá cuối là vàng. Vàng. Đậu xanh. Ủa, xanh ủa cái kìa. Và bây giờ mới căng nè. Hay. Rồi, cho cùng hai trai nhỉ. Hay quá Siri ơi. Cộng xong hai cho Nam đấy. Chào cho anh. Chào cho anh. Đâu. Brim nó ấy. Ủa. Trời ơi. Ủa đâu rồi. À. Ông bày có. Nó đi ngủ sớm rồi Siri ơi. Siri đi ngủ sớm rồi. Từ. Tối lên Brim ơi. Đu xăm thịt. Hãy xem đây. Làm gì đó đi. Cộng hai. Quả wow, nó còn Udo nữa. Ai à, được. Không sao. Bảy rồi, ra không sao. Rồi, chiều gì rồi. Không sao. Không ốc ra 7 thì đổi chiều rồi đó. Em. Rim hai lá. Rim màu gì đây? Đánh hắc não hay đánh đúng màu mình cần đây? Không, chắc là nó đánh hắc não rồi. Đánh hắc não rồi. Chặn này Nam nè. Nam nguy hiểm lắm. Không có bài đánh rồi. Trời chặn tôi làm gì? Đấy. Không có bài đánh rồi. Dạ. Ây da. Rồi má muốn đi ngủ sớm mà nó vậy nè. Trời. Ây hay quá. Chết rồi bà chị Suri giờ cái gì cũng có rồi. Đúng rồi. Thì bé Suri giờ 15 lá rồi. Thôi. Anh Nam kìa ông ơi. Anh nào. Mà anh làm gì có má làm đánh ông ta. Thôi. Quốc đi anh ơi. Đều lắm. Không có 7 đâu. Sợ gì? Trời như tôi đã bảo là tôi không à, có Nam đỏ. Không có đỏ. À, đây bây giờ tôi có một đống 7. Rồi. Đổi bài không? Em ơi bốc đi em. Ủa? Không thích. Ủa? Ờ. Này thì về. Thành lá hả? Đứng lại Nam à. Thì má giờ chơi hơi nhiều bài lắm. Chơi đâu em? Không sao em ơi, em cũng phải đổi bài nữa thôi em ơi, cầm bài đó em phải đổi thôi em ơi. Em không có giữ bài đó được đâu. Đi bóc 15 lá đèn. Đèn quá đèn còn người. Bài đó ít quá hay gì, đưa ra bài nhiều đánh gì. Suri có không? Hay là có luôn kìa, 69 luôn. 5 đồng chơi. Không, mà hồi nó tụi mình cũng đổi màu không đổi phận hả? Đổi màu à? Đúng rồi đấy. Ơi không, mà hồi nó cũng không em xin lại anh được, em xin lại anh được. Trong chổng còn 2 số 0 liền, yên tâm liền, Nam cầm 2 số 0 liền. Anh chỉ xem bài của em thôi em. Nam cầm 2 số 0 liền. Đổi luôn. Ok á. Đây em giúp chị Suri. Suri có một con 7 nhá. Con 7 xanh cá nhá. Em giúp chị Suri trả lại bài. Ủa. Ê chị thằng Suri mới 7 kìa. 7 rồi, 2 xanh lá. Bây giờ chúng ta phải đổi chiều. Suri có 2 con 0 nhá. Ủa. 2 con 0 luôn hả, căng vậy. 2 con 0 màu 2 con 0 thì Suri ra 0 là đi á. 2 con lận. Một con không màu xanh dạ, màu vàng mà. Như con màu đỏ sao? Không không 9 đỏ 2 vàng. Ê á. À, nóc có cộng 4 nha. Cộng đi không? Tôi không sợ đâu. Tầm này bài tôi nhiều lắm rồi. Ok. Cuộc sống ở đây bây giờ tôi lấy thêm là tôi chấp nhận challenge, tôi lấy thêm 6 con nữa này. Ông xem là tí là tôi mà có con 7 là tôi đổi cho. Ai ơi thì ông cũng biết. Hay rồi. Không có 7 à? Bị phê. Thế tí mà em dùng là anh lời thôi. Ok. Đâu đỏ, có một con đỏ không nha, có một con đỏ không nha. Em biết bài em thách thức được. Có 3 con không.
Ủa? Đây à? Ủa chắc ông phải ông bên Suri nhiều màu lắm. Lá dưới là gì? Xanh dương, nó vẫn có xanh dương à. Nèn rồi. Ông sắp về kìa. Đánh vàng đi em đổi mai. Anh không có vàng à. Ủa thôi đừng. Ô sao anh lại có nãy nhờ? Anh đánh nhầm á. Anh đánh nhầm em ơi. Thôi cho anh cộng 6 nữa đi. Challenge đi. Ừ, màu gì anh cũng có mà. Vậy thôi. Challenge đi cho anh cộng 6 để tí em say không phát lại có 2 con của... À thôi. Thế thì em lại là người phải ăn. Ừ. Thế là tôi phế được mấy con không của Suri rồi nhá. Suri không về rồi. Không về chiến lá này, Suri không bao giờ chơi được con không. Chỉ cần em không đổi chiều được. Chơi Rim ơi, bóc bài hoan hỷ vui vẻ em. Em bé 9 tuổi lên tới em chơi luôn hả? Không được đâu. Ai cũng nhiều bài hết rồi. Mẹ nóc về thì có ta. À không, còn mình chỉ có xe máy số 0 mà cho tôi máy số 0 đi mọi người. Giữ đi. Cho tôi màu đỏ đi. Màu đỏ. Ừ, giữ. Giữ. Được không ạ? Không sao anh em ơi, mình có bài. Tôi là người tôi là người rất ok. Trời. Rồi, Nam Mạc lấy chiến thuật lấy số 0 đúng không? À. Em ơi, xuyết tự quy không. Thì lấy. Rồi, nó tư quy không luôn nè. Không đi. Đây, tôi có. Đưa bài cho con Rim đó. Thì, hãy con không nữa này. Rồi, thay thân đổi phận. Xanh lá, xanh dương đỏ. Không sao. Xanh lá, xanh dương đỏ, mà còn có làm cái nữa nha. Đúng rồi, có 3 không mà. Bây giờ đến Rim đổi tiếp. Chúng ta phải xả ra hết. Xả hết đi. Cái gì đây? Không rồi. Trời ơi, cái bài nhìn thiệt luôn á, nhìn muốn chết hề luôn á. Cái bài của em từ đầu game giờ của ai đâu? Ai không? Không phải khoe. Điểm lên em ơi. Đừng có ai á. Có cộng không em? Có mà, chị nhớ có mà, có không? Không. Bài này có ai á, không có cộng. 19 tuổi rồi. Sao anh em ơi? Nam hả? Nam như nó có một lá cộng 2 thì phải. Đúng Nam. Rồi, thôi, lầm luôn. Màu đỏ. Ok. Đỏ mình xả dần nè. Đỏ mà trúng số thì cũng không sao mà, đúng không? Lá sắp về kìa, biết được. Xong cho đánh. Đỏ mình xả dần nè. Anh không có màu đỏ là cái chắc rồi đó. Bắt đổi bài à? Được. Rồi. Ai à, ai? Có một con 7 nhá. Và bây giờ nó là của Dream rồi. 276, 27 là xanh lá. Ủa alo, ngày nào nữa nhanh thế. Ai bảy xanh lá xấu. Xoay vần nhanh quá nhờ. Bài gì mà nó xấu thế này hả rồi? Bài đó của Suri á. À, đúng rồi, cái bài bộ 3-0 nữa đúng không? Ừ. Mất 3-0 rồi, còn lại toàn rác không ạ, trời ạ. 27 xanh lá xấu xanh dương đúng không? Cái gì mà game trước kêu mà đánh đẹp quá em ơi. Game này cái bài xấu quá em ơi. Cái gì cũng mình hết. Trời ơi, giỡn nhau à. Rồi luôn, anh ốc 10 tuổi. Đến lúc rồi. Đến lúc rồi. Tôi tra lần luôn. Tôi tra lần để tôi lấy 6 cây, tí tôi lại dí tiếp. Ok. Không tra lần. Tra lần cơ mà. Bấm nhầm. Tra lần đâu. Ồ quá, bấm nhầm. Là tra lần dí chưa? Là chắc rồi thôi đó. Tra lần chưa? Chết rồi, bấm nhầm rồi, thiếu không có 7 rồi, sao chơi? 7 không có 0 ạ. À. Đổi màu đi. Màu lại đổi tiếp này. Gì chứ, bài tôi không khác gì đánh tiến lên luôn. Cũng có hết. Rim chắc cũng có đúng không em? Không chị. Ủa? Nhưng em có. Có luôn rồi. À, quà tặng cho anh đó, quà tặng cũng xấu. Lấy còn 2 con kia anh ơi. Làm gì có, đâu có đẩy được. Đỏ dưới. Chơi mày. Challenge. Làm gì có đỏ. Đã không có đỏ rồi, không hiểu. Anh cũng có đỏ đéo đâu. Còn bây giờ màu gì nhỉ? Màu xanh luôn. Xanh à? Thôi thì má giờ bài ai cũng nắm nè. Lá còn xanh như anh đang đánh bài. Thằng ngắn nữa đâu. Nữa à? Thôi. Thế anh em mình đánh với nhau đi Brim ơi. Rõ ràng anh. Ủa? Vậy luôn xin à. Xin chào, tôi còn ở đây mà, xin chào. Đây, giờ chị đánh thôi. Ok. Khóa tiếp đi. Hết khóa rồi. Hết rồi. Khóa mỏng rồi. Khá được không hoài. Đỏ à. Đỏ đẹp đấy. Đỏ
đèo đấy. Mà đi đánh em. Vì mà ngày giận đứng đó. Khó thế. Khó hết. Bốn màu luôn. Ỏi thêm một con 9 nữa này. Ai thêm hai con 9 cho thành vàng bốn số 9. Đây. Đây, thêm con nữa. Này. Ờ kìa, 9 này nó chính là kỳ quá nha. Sao kìa. Mình đã hết hai rồi kìa. Không có màu vàng à? Đó. Có chứ, màu gì anh cũng có em. Hỏi ốc suy nghĩ, ốc suy nghĩ không có vàng. Cho mình thêm hai lá nữa mày. Có. Quá lâu. Nghĩ gì kỳ vậy? Kim ơi. Thế cho mọi người đèo bài xíu. Và đến lúc anh em mình xả bớt bài thôi chứ cứ như này là không ổn. Ừ, đúng rồi. Nhiều quá. Đánh cóc từ từ nè. Ừ, bây giờ đến đoạn là bắt đầu đánh tiến lên. Nhà mình đánh cóc từ từ nè. Ai cũng dịu ha. Chờ đến lúc một cho đến lúc có một người còn hai lá. Đây là cái đoạn mà chúng ta không sát phạt nhau nữa. Nó cảm giác mình là cho giấu bài hay sao á, sợ sao á. Yên tâm đi, tự nhiên còn hai ba lá bắt đầu mọi thứ nó xuất hiện lên nè. Ở chiều đi, đánh chiều này nó chán. Bắt đầu rồi đó, còn bốn lá là bắt đầu rồi. Được. Ôi. Thôi. Nè. Bóc đi Nam à. Tại sao Nam phải khóc, có đôi thay gì đâu. Bài thì vẫn phải bóc. Rồi luôn. Ốc. Không hiểu luôn. Nó không có màu vàng. Xấu hả? Đổi màu cái nào? Đổi tiếp một màu nữa. À, Supreme có đỏ. Màu gì cũng có hết à? Hai. Bốn cây, bốn màu. Có hả? Có xanh lá em, bánh đi em. Cây thiệt chứ anh em à. Cây thiệt chứ. Vì sao em phải đổi màu tiếp? Nói chung cái cây BI của mình đánh tao đánh mình dễ lóc vậy nha mọi người. Okay. Đúng rồi, nói chung là cứ để ốc về ở con số 0 là đẹp rồi. Để sai số 0 mới được luôn. Để cho nó sau này khỏi rủ chư nôi nữa. Chào của game kinh dị nha. Thôi. Chư nô anh, Uno anh. Anh mới thấy hình như là ngày mai anh đi chơi game kinh dị, bye mai anh em ghé qua anh em ơi. Thấy mà Suri chơi hay cái là phải ép chơi. Anh Dương hả? Chị ba lá hả? Sáng bài vô tận. Cờ bài luôn. Ba lá hả? Làm như thế. Ây da, Nam hai lá. Ba nè. Hai thôi. Nhi Nhi Nam Uno quá. Không, chú Uno. Đây cũng toàn 2 với 3 cả mà. Bài Nam chắc bài Nam. Tập bài anh ơi. Ây da, sao có 2 bài giống nhau vậy? Là sao? Là tao ta. Nam hiểu đúng không? Rồi. Đâu qua đây Nam ơi. Ok. Ba nóc là gì? À, một con số duy nhất thôi. Một con số 2 màu xanh lá. Nhưng bây giờ nó sẽ về của anh. Và bây giờ ốc. À đâu? Ủa đúng rồi. Con số 2 màu xanh lá. Con 2 xanh lá hả? Lá. Tôi đéo đánh con 2 này được anh em ơi. Đánh nào ốc về mất. Tôi đánh con này là ốc về. Bây giờ Suri có muốn về không? Muốn. Đây được. Đây nè. Bài của Suri là con 1 đó. Hát chưa? Đó, vậy là về dữ chưa? Thì bây giờ tất cả là dựa vào ý trời thôi em. Căng ơi, căng quá. Ơi, tôi móc được gì mà giữ lại ta ơi. Không biết. Từ nha, hình như tôi móc được lá cọng á. Lóc cho nó. Nào, giờ là nó Uno luôn. Ai à? Có Uno được không? Là Uno gì chưa? Ai à? Uno? Không Uno được. Ờ, Prim có lá cọng em. Cái à, mạng tính giờ chiến thuật mà không được. Yeah. Chơi. Chỉ còn một cây cuối thôi Suri à. Chiếc lá cuối cùng. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng. Bốc chắc rồi. Ông mày. Chỉ còn một mình anh xót xa về đây. Đậu xanh thiệt chứ. Ông cầm bố rồi. Em cầm tới bố rồi cũng vậy. Để về nhớ được luôn à, cây thiệt.